Thì trước đây Vinh cũng xài rất là nhiều dầu thơm, cũng được bạn bè tặng rất nhiều, nhưng mà không phải cái nào mình cũng cảm thấy mình xài được. Vì có những cái nó thì nó có thể là nó đứng tuổi quá, có những cái thì nó lại ngọt quá. Thì Vinh không thích ngọt, Vinh thích cái gì nó cái sự mạnh mẽ. Thì như lúc nãy á, là Vinh đã khui khui lại cái chai màu xanh của Champ, ra một cái dòng sản phẩm mới dành riêng cho phái mạnh, đó là Goodman. Thì đây các bạn bây giờ cũng đã thấy cái hộp này rồi ha, màu xanh, màu Vinh rất thích, có chai màu vàng, mà lát mình sẽ nói chai màu vàng sau, lát Vinh sẽ thử chai đó. Vinh chỉ mới thử chai này thôi. Ok, đây các bạn, đây ha, để đây đi. Rồi các bạn nhìn nè, hai mặt, đây là mặt trước nè, Goodman, ok, rất là cá tính. Để mình sẽ, rất là dễ chịu các bạn ạ. Nó nhẹ nhàng, nó rất là thanh lịch. Đó. Các bạn lưu ý nè, cái chai mà họ có ghi là cái chữ là Eau de Parfum á, thì cái nồng độ nó sẽ rất là đậm so với lại cái họ ghi, ví dụ như là Eau de Toilette đi, thì cái đó nó sẽ nhẹ hơn. Thì cái nồng độ ở đây á, cái chai này thì Vinh được biết là nó giữ hương tới 10 từ 8 tới 12 tiếng là trên da mình đó nha. Còn nếu mà trên áo quần họ ghi là tới 2 3 ngày gì đó, thì mình cũng chưa trải nghiệm thử nên mình cũng không biết. Nhưng mà thật sự là cả một buổi chiều ngày hôm nay Vinh đi và Vinh đi về đây thì mùi vẫn còn nha, và rất là dễ chịu các bạn ạ. Cái thương hiệu này họ được sản xuất và nghiên cứu tại Pháp luôn á. Chà, mới đầu thì mình chỉ nghĩ là đây là một cái thương hiệu được sản xuất tại Việt Nam thôi, nhưng mà đọc tới đây thì mình lại thấy là wow, cái họ được họ đặt cái lab của họ bên Pháp luôn. Được đó các bạn ạ. Và đặc biệt hơn, các bạn biết là cái chai này á, cái giá nó trên thị trường nó rất là ok. Vinh thì Vinh nghĩ tất nhiên khi mà chúng ta mua hàng thì chúng ta sẽ lựa những cái chai nào mắc tiền. Mình nghĩ mắc tiền nó sẽ gọi là sang trọng và thơm. Cái đó thì cũng đồng ý đi. Nhưng mà không hẳn các bạn ạ, không hẳn là cái chai nào cứ phải mắc là nó mới gọi là có cho một cái mùi thơm sang trọng hoặc là nó phù hợp với mình. Như ví dụ như là chai này chẳng hạn, Vinh thật sự Vinh rất là thích. Trên thị trường hiện tại hình như bán có 600 mấy thôi, để mình coi thử. Nó không có quá mắc, nó rất là phù hợp để chúng ta dùng hàng ngày. Hình như là 609 á, mình nhớ không lầm là 609 cho một cái chai như vậy cho 50 ml. Quá ok phải không các bạn? Rất là ok. 50 ml như thế này xài thoải mái. Ok, thì bây giờ Vinh sẽ thử luôn cái chai màu vàng này. Màu vàng này không biết là như thế nào. Mở ra, vẫn là một cái thư cảm ơn. Mở nắp ra thì có một cái chữ Champ. Cham là rất là, cái từ này giống nhìn giống như là chữ cha mẹ, cha mẹ, cha mẹ. Đây bên mở hộp cái chai màu vàng. Cũng tương tự, thiết kế thì y chang như nhau, không khác gì, chỉ là khác cái màu thôi. Để coi cái mùi thơm nó như thế nào.
Cái mùi này nó đầm hơn cái mùi nãy nữa, cái mùi nãy thì cảm giác nó năng động hơn, cái mùi này thì Vinh cảm giác có gì đó nó trầm hơn. Để mình coi thử cái nguyên liệu mà tạo ra cái chai màu vàng là gì nha. Cái mùi này cũng rất là thú vị. Cái mùi màu xanh này á, thật sự theo cá nhân của Vinh đó nha, thì mình ban ngày nó sẽ phù hợp hơn ban đêm. Mình đi ban ngày năng động hoặc cái gì có lẽ là thể thao vẫn phù hợp. Còn cái chai ban này á, có vẻ là nó rất hợp với ban đêm. Là khi mình đi những cái tiệc, mình đi những cái sự kiện hay đi mình đi chơi thì nó cho một cái mùi rất là nó làm sao nhỉ, nó dịu dàng á, một cái cá tính của người đàn ông trầm á. Cái chai màu vàng này thì là đâu, bằng sự ngọt ngào, bằng sự ngọt ngào của đậu tonka và cacao cao, hòa cùng một chút ấm áp của gỗ tuyết tùng rêu sồi, tạo ra một cái kết khó quên cho người dùng. Sản phẩm này phù hợp với người 20 tuổi trở lên, phong cách quý tộc đó. Đúng như Vinh nghĩ, nó có một mùi chút mùi gỗ. Để mình làm lại coi, để cho nó thoáng thoáng một chút. Lỡ đã xịt cái chai màu xanh rồi nhưng là không xịt thêm được, xịt thêm nó sẽ bị tùm lum tùm la ra. Nhưng mà cái chai này nhất định là sẽ phải xài ngày mai. Ngày mai đi đi bên tiệc bên bạn thì sẽ xài thử cái chai này, chai màu vàng này rất là ok, rất là thơm.